Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Ngày 10 tháng 10, tại nhà văn hóa trung tâm huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí nguyên là cán bộ kiểm tra Đảng qua các thời kỳ. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngành kiểm tra Đảng nói chung và quá trình phát triển của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa nói riêng. Nếu như từ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 11 trở về trước, công tác kiểm tra Đảng do các đồng chí trong cấp ủy huyện trực tiếp phụ trách, thì từ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12 đến nay, tại mỗi kỳ đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy từ 5 đến 7 đồng chí. Cùng với ngành kiểm tra Đảng và sự phát triển của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, công tác kiểm tra Đảng của huyện Tuyên Hóa đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận qua các thời kỳ. Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trình bày nêu rõ: Thưa các đồng chí, qua các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm gay go ác liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của huyện luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật. Các thế hệ cán bộ kiểm tra không ngừng phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ cách mạng của Đảng. Đặc biệt, từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ huyện đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản hoặc đề nghị với cấp ủy cấp trên từng bước hoàn thiện nội dung, phương pháp, quy trình nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát, trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chủ trì tổng kết công tác kiểm tra giám sát, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tích cực chủ động thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, theo phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, chủ động khảo sát, nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng để tiến hành kiểm tra, tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời, nhất là các vụ việc phức tạp, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng được quan tâm, tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra hai cấp từng bước được kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác tuyên truyền phổ biến nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo thông báo số 226 ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư được quan tâm, đã góp phần làm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Những thành tích đã đạt được nêu trên là thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu của Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của huyện, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành cùng với sự giúp đỡ của cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng 70 năm qua, trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương và nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra huyện nhà, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững. Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 8 đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành kiểm tra Đảng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Ngày 11 tháng 10, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án tăng cường về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và 2 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Trong 2 năm, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng nhận thức đúng đắn về công tác dân vận, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác dân vận, phân công 24 cơ quan đơn vị cấp huyện phụ trách giúp đỡ 19 thôn bản khó khăn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tổ chức thành công hội thi dân vận khéo chính quyền các cấp năm 2018, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức được 26 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, tiếp 301 công dân đến kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 364 đơn, đã giải quyết 269 đơn. Thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường công tác dân vận vùng khó khăn, vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo. Đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở. Tại hội nghị đã có 21 tập thể và 4 cá nhân được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện và phong trào dân vận khéo giai đoạn 2016-2018. Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, đồng chí Đinh Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2018, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu 1.987,5 ha đạt 94,5% so kế hoạch. Sản lượng lương thực 7.195 tấn đạt 110,1% kế hoạch. Tổng đàn gia súc đến nay có 50.000 con, tỷ lệ bò lai đạt trên 60% tổng đàn. Triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch, đã trồng mới trồng lại trên 1.250 ha, khai thác rừng trồng đến kỳ thu hoạch. Và rừng trồng bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 với diện tích 970,1 ha, sản lượng gỗ thu được 82.458,5 xịt, đã phát hiện và xử lý 88 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 106,9 mét khối gỗ các loại, nộp ngân sách nhà nước 986 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 40,54 tỷ đồng, đạt 81,08% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống của người dân cơ bản được ổn định và từng bước được cải thiện. Về xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hóa đã huy động các nguồn lực trên 46 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo xã Tiến Hóa huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để cùng bàn bạc tháo gỡ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các địa phương, ban ngành ra soát lại các chỉ tiêu, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành theo đúng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ đông xuân, trồng rừng đạt kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo quyết liệt để xã Tiến Hóa hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách trên địa bàn, tập trung triển khai dồn điền đổi thửa, chủ động phòng chống lụt bão, phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm, hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch của năm 2018. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa phối hợp với trường Đại học Quảng Bình mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, trường Đại học Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tham gia khóa học có 200 học viên là các giáo viên cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện. Trong đó có 100 học viên tham gia khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 và 100 học viên tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2. Thời gian khóa học là 2 tháng với 240 tiết. Các học viên sẽ được tiếp thu 11 chuyên đề đối với giáo viên mầm non,
10 chuyên đề đối với giáo viên tiểu học. Cuối khóa học các học viên còn được tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch. Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và tiểu học nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển năng lực, đào tạo nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ viên chức ngành giáo dục trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời là căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế ở địa phương. Ngày 10 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018. Tham gia lớp học có 90 học viên là các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung trọng tâm như đề cương hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 6, công tác tuyên giáo trong các cấp hội, một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức, chính sách, nghiệp vụ văn phòng, chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 10 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa chọn làm đại hội điểm của toàn huyện. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện Thường trực Mặt trận các xã thị trấn trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tính đến năm 2017, có 1.689 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9/10 khu dân cư văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu trên người trên năm. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất, hiến tài sản để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa xã Mai Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Công tác vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm, toàn xã đã vận động tu sửa và xây mới 171 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền trên 5 tỷ đồng. Vận động thăm hỏi, động viên cả gia đình chính sách nhân cả dịp lễ Tết với số tiền trên 90 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được triển khai thường xuyên và có hiệu quả. Vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 100%. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí mà nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 đồng chí tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Cao Thị Loan tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa khóa 25 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng cử ra 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Kim Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch số 09 KHDU về việc tăng cường sự đổi mới trong công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Sau 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2018, đến nay, toàn xã Kim Hóa có 18 mô hình điển hình về dân vận khéo của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế là chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã năm 2018 giảm còn 28,8%.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Kim Hóa đã tự nguyện đóng góp gần 380 triệu đồng năm 2016-2017, đưa tổng số tiền huy động xây dựng nông thôn mới toàn xã lên 2 tỷ 600 triệu đồng. Đến nay, xã đã đạt 11 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Giai đoạn 2018-2020, xã Kim Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, ra soát, đánh giá các mô hình dân vận khéo đã và đang xây dựng để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả thực sự ở cơ sở. Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình dân vận khéo để phong trào phát triển không chỉ ở bề rộng mà còn đi vào chiều sâu, bền vững. Dịp này, Ban Chỉ đạo Dân vận xã Kim Hóa đã trao quyết định công nhận mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2018 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn xã và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2018-2020. Vừa qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Mai Hóa, cùng xã Mai Hóa, Ngư Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 3 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Mạo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách cùng chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2018, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu trên 1.900 ha, đạt trên 94% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực trên 7.100 tấn, đạt 110% kế hoạch, tổng đàn gia súc đến thời điểm hiện tại trên 50.000 con. Tỷ lệ bò lai ước đạt trên 60% tổng đàn. Công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm thực hiện, đã trồng mới trồng lại trên 1.200 ha, khai thác rừng trồng đến kỳ thu hoạch và diện tích rừng trồng bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 với diện tích trên 970 ha. Sản lượng gỗ khai thác đạt trên 82.400 ha. 9 tháng đầu năm đã lập biên bản và xử lý 88 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu trên 1.000 mét khối gỗ các loại, nộp vào ngân sách nhà nước 986 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã huy động cả nguồn lực trên 46 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 40,2 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị trong quý 4 năm 2018, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung chỉ đạo có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp, triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019 đúng lịch thời vụ, chủ động dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, mùa rét, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo quyết liệt để xã Tiền Hóa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Vừa qua, tại xã Tiền Hóa đã tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng cùng xã Văn Hóa, Tiền Hóa quý 3 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý 3, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018 của huyện, thông tin thời sự tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Các đại biểu đã thống nhất thông qua báo cáo và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2018, đồng thời nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, những phát sinh tồn tại của các tổ chức, cơ sở đảng và việc cần thiết phải có những chủ trương biện pháp xử lý trong thời gian tới như công tác xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu kịp thời. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ còn thấp, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực công tác của một số cán bộ công chức chưa cao. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, yêu cầu tất cả các đồng chí trong đảng bộ hai xã Tiến Hóa và Văn Hóa phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động, quyết tâm cùng đảng bộ và nhân dân toàn huyện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa về việc tổ chức các hoạt động giúp đỡ đồng bào dân tộc tại hai xã Lâm Hóa và xã Thanh Hóa. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và cựu chiến binh tham gia hoạt động tình nguyện tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa.
Trong thời gian một ngày, trên 100 đoàn viên công đoàn và hội viên hội cựu chiến binh đã tiến hành phạt quang bụi rậm, làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh trên các trung đường chính dẫn vào nhà sinh hoạt cộng đồng của bản Ca Sen với tổng chiều dài trên 2 km. Đồng thời, trồng cây lưu niên ở một số đoạn đường trung tâm khu vực của bản. Đây là những việc làm thiết thực nhằm động viên bà con Mã Liêng thuận tiện trong sinh hoạt cộng đồng, đồng thời hướng dẫn tạo thói quen cho bà con trong lao động sản xuất, ăn ở, vệ sinh nhằm ổn định cuộc sống. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện và Hội cựu chiến binh huyện đã tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình mái che của nhà nội trú giáo viên, nhà ăn bán trú của điểm trường tiểu học Thanh Làng tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa với diện tích 100 m², tổng kinh phí 30 triệu đồng. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức bàn giao công trình hai phòng học cho trường mầm non Cao Quảng. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức bàn giao công trình hai phòng học cho trường mầm non Cao Quảng. Theo đó, công trình được khởi công xây dựng từ ngày 2 tháng 3 năm 2018 và hoàn thành ngày 2 tháng 7 năm 2018. Với tổng diện tích gần 160 m², công trình được xây dựng gồm 2 phòng học, 2 phòng kho và 2 phòng vệ sinh. Tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng được trích theo quyết định 413 ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình về việc chi tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra từ nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Bình ủng hộ. Đây là phần thưởng quý giá dành tặng cho các cháu trường mầm non Cao Quảng. Công trình hai phòng học này đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu phòng học từ trước tới nay của nhà trường, góp phần xóa bỏ các phòng học nửa lá, tạm bợ, thay đổi diện mạo trường lớp, tạo điều kiện tốt nhất giúp giáo viên và học sinh yên tâm trong công tác dạy và học. Ngày 9 tháng 10, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tam Đa, Đảng ủy xã Sơn Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia buổi đối thoại. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội, kết quả học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tại hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề về dân sinh kinh tế như quan tâm hơn nữa công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là đường giao thông nông thôn, những vấn đề bất cập cần tập trung giải quyết như ô nhiễm môi trường, công tác quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Tất cả ý kiến của người dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã và các ban ngành trả lời thấu đáo, được nhân dân đồng tình. Buổi đối thoại diễn ra cởi mở, thẳng thắn, thể hiện tinh thần tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tuần, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn. Đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tổ chức 6 ca tuần tra kiểm soát có 32 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 20 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 ô tô, 16 mô tô. Lập biên bản vi phạm 20 trường hợp, tạm giữ phương tiện 16 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 4 trường hợp. Dự kiến số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 23.640.000 đồng. Đối với công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 16 trường hợp, trong đó có 3 ô tô, 13 mô tô, thu vào ngân sách nhà nước 18.265.000 đồng, trả lại giấy tờ tạm giữ 3 trường hợp, trả lại phương tiện 9 trường hợp, xử lý giao xe 4 trường hợp, tự quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 trường hợp. Phó trưởng công an huyện Trung tá Võ Thanh Bình. Thưa quý vị và các bạn, là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, Mai Hóa đã có nhiều đổi thay đáng kể. Biểu hiện rõ nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Toàn dân đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương. Đóng góp vào sự phát triển đó có vai trò không nhỏ của mặt trận xã và các tổ chức thành viên với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mai Hóa và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế của địa phương.
đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Những hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc xã Mai Hóa trong những năm qua là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động ngày vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã có rất nhiều đóng góp với phong trào của địa phương. Đội ủy ban mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát huy cái khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giải quyết việc làm. Phong cách lề lối làm việc của cán bộ mặt trận ngày càng chuyển biến tích cực, đã bám sát địa bàn, bám sát khu dân cư để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt những vấn đề nổi lên để tham mưu cho cấp ủy có biện pháp tháo gỡ, đã góp phần tích cực vào cái công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện chương trình phối hợp hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của xã đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trong xã từ đó ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm, đến nay còn 6,65% theo bộ tiêu chí mới. Thực hiện các phong trào thi đua do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, mỗi người dân chúng tôi đều tham gia rất là nhiệt tình. Các khu dân chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nói chung là đời sống của các khu dân được khá lên rất là nhiều. Thì tình làng nghĩa xóm được giữ vững và phát huy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân hưởng ứng tích cực chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền công sức hiến đất, hiến tài sản để xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa các thôn. Sau hơn 5 năm thực hiện, diện mạo nông thôn mới xã Mai Hóa chuyển biến tích cực và từng bước đổi mới. Năm 2016, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện nay đang tập trung chỉ đạo để phấn đấu đến năm 2020, xã đạt nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Nhân dân trong xã luôn tích cực xây dựng nếp sống mới, thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước nông thôn. Đến nay, xã Mai Hóa có 1.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 76,64%, 9 trên 10 khu dân cư văn hóa, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác giảm nghèo, dân số, gia đình và trẻ em, các chính sách an sinh xã hội, chính sách tôn giáo, hoạt động nhân đạo từ thiện được quan tâm. Hiện nay, tất cả các khu dân cư và cơ quan xã đều xây dựng quỹ khuyến học để động viên con em học tập. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Mặt trận phối hợp triển khai thường xuyên, duy trì 10 nhóm nòng cốt với 110 thành viên, 10 tổ hòa giải với 75 tổ viên. Thường xuyên tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, thì Ban công tác Mặt trận thôn Liên Sơn đã huy động được trên 2.000 người công với trên 210 triệu đồng và hầu hết trên các trục đường thôn thì đã có điện chiếu sáng, đã được trang trí trực quan và tổ chức cho nhân dân thực hiện ngày Chủ nhật xanh. Do đó cũng đã góp phần giữ vững được khu dân cư văn hóa và đồng thời giữ vững và phát huy được 19 tiêu chí của đơn vị về đích nông thôn mới. Hiện nay thì đang ra sức thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được Mặt trận xã chú trọng.
Trong những năm qua, đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được nguồn quỹ trên 90 triệu đồng để thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp lễ Tết hàng năm. Vận động ủng hộ xây dựng các loại quỹ như quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, quỹ chất độc da cam dioxin với số tiền 460 triệu đồng. Từ năm 2013 đến năm 2018, từ nguồn quỹ vì người nghèo, Mặt trận xã đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, các gia đình gặp hoạn nạn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tiếp nhận và cấp phát 8.716 suất quà trị giá 4,4 tỷ đồng do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ trong các đợt bão, lụt. Thời gian qua, toàn xã đã tu sửa và xây mới được 171 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách với số tiền 5,314 tỷ đồng. Trong đó, mặt trận các cấp kết hợp hỗ trợ 17 nhà với số tiền 435 triệu đồng. Thực tế cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tác động tích cực đến việc tăng cường quốc phòng an ninh của địa phương, xây dựng đảng chính quyền vững mạnh trong sạch. Với những thành tích đã đạt được từ năm 2013 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Hóa đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng nhiều bằng khen và giấy khen cho tập thể và cả cá nhân. 6 cán bộ mặt trận được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết. Kết quả xếp loại thi đua năm 2017 có 1 khu dân cư xếp loại xuất sắc, 9 khu dân cư xếp loại tốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xếp loại vững mạnh xuất sắc 5 năm liền. Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động. Trong đó có 3 cuộc vận động chính do Mặt trận Trung ương phát động, đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhiệm kỳ 2019-2024 này, Mặt trận xã quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 chương trình và 25 nhóm chỉ tiêu và giải pháp mà nghị quyết Đại hội Mặt trận xã lần thứ 25 đề ra và phấn đấu giữ vững là đơn vị vững mạnh tiêu biểu hàng năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Mặt trận xã Mai Hóa đang đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phấn đấu làm tổ chức năng trong việc phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thanh Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại tại trang web truyenhinhthanhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.